Rồi, ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em nhé. Đây, em hôm nay em giới thiệu sơ bộ cái bãi của em báo giá tổng những chiếc xe còn lại ở trong bãi. Thì quý anh chị nào có nhu cầu chiếc nào thì xin gọi cho em cái số hotline nha, 0977 317 268. Gọi cho em nha. Rồi, em cũng tranh thủ vào việc cho quý anh chị đỡ làm mất thời gian quý anh chị nè. Em xin giới thiệu cái xe này là Kenbo nha quý anh chị. Kenbo van, đó là nó là bán tải á, 5 chỗ ngồi đời 2020. Xe chạy đồng hồ chỉ có 30.000 cây số nha. Cái dàn lốp zin theo xe vẫn còn nguyên. Xe nói chung là xe này là zin 100%. Chẳng qua là hơi dơ thôi, rồi em về em quay luôn cho quý anh chị xem. Hơi dơ em chưa rửa mà em lên sóng luôn. Rồi á, quý anh chị nào có nhu cầu thì xin gọi cho em ha. Cái này em giới thiệu sơ bộ nha. Xe em nó đã lên màn hình Android đầy đủ camera gear nha. Rồi nếu mà ai có nhu cầu em tặng luôn một cái camera hành trình cho quý anh chị luôn ha. Xe này thì quý anh chị tận dụng nè, giống như một cái chiếc xe du lịch không hơn không kém, và vừa đi chơi gia đình vừa chở hàng nha. Và chở hàng tất cả các đường cấm tất cả như kì. Em cũng không quen lắm. Đây. Cái băng sau là băng 3 người, ở phía trước 2 người là 5 người, xe này là 5 chỗ ngồi và khoang sau là chở hàng nha quý anh chị. Đó, khoang sau là chở hàng. Thì cái này dùng cho gia đình đi cũng được mà vừa đi chơi vừa chở hàng nha quý anh chị. Con này là con van. Đó. Rin 100% đời 2020 nha quý anh chị. Xe này em bán cho quý anh chị là 170 triệu thôi. Bán giá cực rẻ luôn, 170 triệu thôi. Đó. Đời 2020 nha quý anh chị. Rồi, tiếp đây là Jolly nha. Em này Jolly đời 2004 nha quý anh chị. Jolly đời 2004. Mắt liếc, đèn cột và bánh treo. Đã lên xăng full điện tử rồi. Xe này đời 2004 là đã lên đã có xăng full điện tử rồi nha quý anh chị. Cho nên đó, ai quý anh chị nào mà nghe cái tiếng tăm của em Jolly này nó uống sang thì em xin đính chính lại một tí xíu. Cũng có uống không thể chạy được, nhưng mà với cái máy 2.0 và xăng full điện tử thì xe này nó loanh quanh 100 cây tầm 12 lít là em nói chuẩn nha, chứ không hề nói sai cho quý anh chị. Còn đặc biệt riêng xe này, xe rin nguyên bản luôn, nước sơn rin còn tầm 80% nha quý anh chị. Cái ở phía trước này là toàn bộ rin hết nha, chung quanh xe toàn bộ rin hết, keo chỉ rin 100% nha, keo chỉ rin 100% nha. Còn vỏ lốp là còn tầm 80% nha quý anh chị nha, vỏ lốp còn 80%. Xe này đời 2004 nha, bánh treo rồi á. Đi theo chân em xe chiếc xe sẽ ở phía sau, sẽ quay quay cho quý anh chị xem nha. Đây là cái đèn đèn cột nè, bánh treo. Đây là cái phiên bản, này là phiên bản cao cấp nha, của Jolly nha. Còn ở phía trong nội thất của em đó là nỉ zin theo xe nha, nguyên dàn nỉ zin theo xe. Rồi em ở phía trước em sẽ quay sơ cho quý anh chị. Đây, hai dàn lạnh độc lập nha, dàn lạnh ở phía sau và dàn lạnh trước nha, có đầy đủ nha. Xe này là xe 8 chỗ Jolly. Đây, còn ở phía phía trên kia em nó chưa lên màn hình nha quý anh chị, nó còn nguyên bản chưa lên màn hình, và táp lô rồi rất rất ok, rất đẹp nha. Xe riêng nguyên bản hết toàn bộ. Xe này đời 2004, em cuối 2004 nha quý anh chị. Em bán cho quý anh chị 122 triệu thôi, 122 triệu. Xe giá xe như vậy là quá rẻ rồi so với một chiếc 204 Jolly nha. Rồi tiếp đây là cái con Atis bản 2.0V. Con Atis bản 2.0V này là đời 20 cuối 2010 cuối 2011 nha quý anh chị. Và đặc biệt xe này là em bốc được cái số là cực đẹp, 12234. Rồi hôm nay em sale giá cái em này cho quý anh chị luôn, 445 triệu nha quý anh chị. 445 triệu. Xe này có cái biển số quá VIP. Và đặc biệt xe này là rin từ đầu tới đuôi nha luôn nha anh chị. Xe này rin từ đầu tới đuôi. Bản 2.0 Atis bản 2.0V nha, bản cao cấp nhất của Atis nha quý anh chị. Nha, đời cuối 2011.
Rồi em bán cho quý anh chị, em nhắc lại một lần nữa, em bán cho quý anh chị 445 triệu riêng em này nha. Còn tiếp à, em này vừa mới đặt cọc rồi, Suzuki Van, em này vừa vừa mới nhận cọc tức thì. Rồi tiếp em này là Suzuki thùng cánh dơi nha quý anh chị, đời 2008, thùng dài 2,2 m nha, thùng cánh dơi mở chung quanh, mở bung ra hết toàn bộ để mà có thể bán hàng lưu động, mở nóc được luôn nha. Còn xe này em đời 2008 nha quý anh chị, biển số Đồng Nai. Xe này em bán cho quý anh chị 78 triệu thôi. Giá 78 triệu là bằng đời 2005, 2006, 2006 đó. Nhưng mà xe này em nói trước, xe này em chỉ bán bao tranh chấp. Và xe này máy móc cầu đít số và vỏ lốp cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon nha. Chạy rất ok, chạy rất ổn định luôn. Đó, cái này riêng con này em sẽ cam kết quý anh chị, chạy cực kỳ ngon. Và xe rin, chẳng qua những cái chỗ này nè, người dân xài mà, người ta rất đơn giản, thấy chày chỗ nào ta xịt chỗ đó. Cho nên nó hơi hơi xấu xấu một tí xíu. Quý anh chị nào về thì có thể là bỏ ra một một xị xăng thôi, vệ sinh mấy chỗ này cho nó đẹp nha. Rồi tiếp đây em này là Towner, Thaco Towner của Trường Hải đóng nha quý anh chị. Máy công nghệ Isuzu nha quý anh chị. Riêng cái máy này công nghệ Isuzu. Xe này zin 100%. Cũng thùng cánh dơi luôn nha quý anh chị. Xe này cũng thùng cánh dơi, đời 2014, có máy lạnh đồ đầy đủ luôn. Xét đăng kiểm tới ngày hôm qua em mới xét đăng kiểm xong, là đêm giao thừa. Giao thừa năm nay mới hết đăng kiểm nha quý anh chị, 31 tháng 12 năm 2022 mới hết đăng kiểm. Là ngày hôm qua em vừa mới xét xong. Xe này đời 2014, có máy lạnh đồ đầy đủ. Nội thất cực đẹp, rin từ đầu tới đuôi. Xe này em bán cực rẻ cho quý anh chị thôi. Xe này một em bán cho quý anh chị giá nào cho hợp lý cho quý anh chị ha. Rồi 85 triệu còn bớt lọc cho quý anh chị nha. 85 triệu thôi. Towner đời 2014, có máy lạnh đầy đủ, thùng cánh dơi, xe rin 100% nha quý anh chị. Vừa mới xét đăng kiểm luôn. Em bán 85 triệu, còn bớt một chút lọc lá cho quý anh chị. Rồi mấy cái xe này thì có người nhận rồi. Rồi tiếp đây. Đây em giới thiệu sơ là con Land Cruiser này đây. Land Cruiser. Xe này gọi là xe siêu cọp, em đang làm chân đi. Rồi nếu mà ai có nhu cầu, em mời quý anh chị sở hữu luôn. Chiếc xe này là đời 2005 nha quý anh chị. Gọi là hàng hiếm, hàng hiếm khó tìm đây. Giới thiệu sơ sơ cho quý anh chị, hàng hiếm khó tìm nha. Riêng xe này thì hai cầu nha, vừa cơ vừa điện, ghế chỉnh điện hai bên toàn bộ nha quý anh chị, ghế chỉnh điện hai bên hoàn toàn bộ. Xe này rin 100%, rin 100% từ nội thất ngoại thất. Đặc biệt em nó đã lên bốn cái lốp, bốn cái vỏ và bốn cái bộ mâm của em nó là 100 mấy chục triệu rồi đó. Và bốn cái bộ mâm zin, vỏ zin theo xe vẫn còn nguyên nha. Em vẫn còn nguyên, anh chị nào sở hữu em sẽ tặng luôn ha. Rồi bây giờ những cái dàn xe hôm nay em báo ca em báo clip tổng bãi, cho nên em không tiện nổ máy. Nổ máy thì thời gian nó hơi dài. Hơi dài thì làm mất thời gian cho quý anh chị thôi. Quý anh chị nào muốn sở hữu em nào thì cứ gọi cho em là em sẽ đưa chi tiết. Còn riêng em này em mời quý anh chị xem sơ cái cục máy nhá, đời 2005 nha. Chắc chắn quý anh chị nào không bao giờ ngờ được cái đời 2005 mà chiếc xe nó đẹp như vậy, mà nó có lại có cục máy cỡ cỡ này nha. Chứ đời 2005 thôi nha quý anh chị. Và cái dàn đèn này là siêu sáng và không bao giờ đi đêm mới có cái bộ đèn. Tức là xe này người ta đi rất kỹ nha. Đi rất kỹ. Và đặc biệt xe này là số LD, số liên doanh của nước ngoài, và dùng cho tổng giám đốc đi nha. Thì xe này là em bán cho quý anh chị muốn sở hữu, cái này là chơi thôi. Xe này để ai ai muốn sở hữu, ai sưu tầm và chơi hàng độc thì nên sở hữu con này. Còn nếu mà kinh tế thì em khuyên không nên sở hữu, tại vì em này nó hại kinh tế ghê lắm. 100 cây tới 20 lít xăng lẫn quý anh chị. Xe này em bán cho quý anh chị
ai muốn sở hữu con xe độc này em bán 650 triệu, còn thương lượng nha quý anh chị. Rồi còn tiếp đây là K27, Kia K27 tải 1 tấn 25, hạ tải còn 1 tấn nha quý anh chị, thùng kèo bạc. Xe này là nước sơn rin còn nguyên 100%, chẳng qua là nó trầy nhiều chưa tút thôi, tức là nước sơn rin chưa tút chứ không phải là còn nguyên hết nha quý anh chị. Những cái trầy nội thất của em nó là rất đẹp nha, nội thất em nó rất đẹp. Ai mua có nhu cầu em sẽ tặng một bọc một bộ ghế da cho quý anh chị mới ken luôn nha. Xe này đời 2007 em bán cho quý anh chị 130 triệu, 130 triệu, em bao máy móc cầu đít số thùng bệ chạy rất ngon luôn, nước sơn rin còn nguyên 100%, trừ những cái chỗ trầy ra thôi trừ những cái chỗ trầy ra thôi nha. Rồi tiếp đây là em Vim, Vim máy Hyundai nha quý anh chị, tải trọng 1 tấn 99 và tổng tải dưới 5 tấn để vào thành phố nha. Vào những thành phố lớn mà cấm 5 tấn là cấm giờ, và vào những cung đường cấm là cấm 2 tấn nha, cấm cao điểm. Thì xe này là 1 tấn 99, tổng tải của em nó là dưới 5 tấn và thùng của em nó là nguyên một cái thùng kín inox nguyên một con luôn, sàn đáy inox luôn, thùng dài 4,4 nha quý anh chị. Xe này có máy lạnh đồ đầy đủ. Xe này em bán cực rẻ cho quý anh chị, 169 triệu thôi, đời 2015, 169 triệu thôi. Rồi tiếp đây là em Hyundai, Hyundai HD65 nha quý anh chị. Em này là Hyundai HD65 đời 2015. Đời 2015. Thùng kèo bạc, thùng dài 4,4 lọt lòng, 5 bửng mở bằng inox nha quý anh chị. Xe này em bán cho quý anh chị 455 triệu thôi. Em hạ giá 455 triệu thôi. Và xe này rin tuyệt đối rồi. Cục riêng cái máy gầm cầu đít số là miễn bạc. Xe này đi được 100.000 km lú một tí xíu thôi, đời 2015. Nếu mà xe tải Hyundai đi như vậy là quá ít thưa quý anh chị nha. Xe này em đời 2015 nha quý anh chị, HD65 em bán quý anh chị 455 triệu thôi nha. Còn xe này Vinasuki nha, mấy anh chị khởi nghiệp đây nè. Đời 2011 nha, tải 1 tấn 8, thùng dài 4,4 nha. Và tổng tải nó cũng dưới 5 tấn luôn, và tải trọng của nó là 1 tấn 8, đời 2011. Em bán cho quý anh chị giá cực mềm luôn, 92 triệu em hạ giá. Hôm nay là ngày hạ giá của em, 92 triệu thôi nha, 92 triệu, đời 2011 lẫn quý anh chị nha. Nội thất của em nó, em ơi quay nội thất cho quý anh chị xem nha. Nội thất của em nó là rất đẹp nha, mặc dù cái Vinasuki thôi nhưng mà nội thất của nó rất đẹp. Thùng dài đời 2011, thời hạn sử dụng còn rất lâu nha, nguyên cái thùng inox nguyên một con ha. Rồi em bán cho quý anh chị là chỉ có 92 triệu thôi nha. Rồi ai quý anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu chiếc xe nào thì xin liên hệ với em số hotline nha. Thấy không, số điện thoại mà cũng bẩn nữa. Đây nè, xin liên hệ số hotline của em 0977 317 268 nha quý anh chị. Rồi theo chân em ở dưới này còn 1-2 chiếc nữa, em giới thiệu sơ bộ hết cho quý anh chị. Rồi quý anh chị nào muốn sở hữu chiếc nào thì cho em hay nha. Đây cái dàn xe này là khách người ta đã đặt cọc hết trơn rồi. Những cái dàn xe này khách đặt cọc hết và em chờ người ta tới lấy toàn bộ những cái xe này nhá. Từ Suzuki nè, Terraco máy Isuzu nè, Mitsubishi nè, xe tải dắt nè. Rồi cái này xe tải Vim nè, xe này thì bán về Huế nè. Nhá. Có những người đặt cọc hết trơn rồi. Còn riêng chiếc này em cũng mới về luôn. Chiếc này là em chưa có vệ sinh chưa gì hết. Nhưng mà em này là Photon, Thaco Photon nha quý anh chị. Đời 2009, thùng này là 3,5 tấn. Đúng rồi, xe này là 3,5 tấn nha quý anh chị. Đời 2009, 3,5 tấn, Thaco Photon nha. Thùng em nó là dài 6,2 m nha quý anh chị.
thùng dài 6,2 m, và đặc biệt em này là có cái thùng dài cho nên em nó hạ tải còn 2,8 tấn thôi. Anh chị nào chở hàng nhẹ và hàng nặng vừa thì sở hữu em này là trên cao tuyệt vời. Thùng em nó dài mênh mang luôn, dài tới 6,2 m, tha hồ chở hàng nha. Riêng xe này em bán cho quý anh chị 150 triệu nha quý anh chị. Xe này em bán cho quý anh chị 150 triệu nha. Đời 2009, thùng dài tới 6,2 m nha. Tha cô phô tông 3,5 tấn, hạ tải còn 2,8 tấn nha. Rồi hôm nay là em giới thiệu sơ bộ cái bãi của em, còn những chiếc xe còn lại thì quý anh chị nào mà muốn sở hữu những chiếc nào thì xin gọi cho em 0977 317 268, em tên Hiếu nha. Còn những anh chị nào mà qua những cái lượt xe của em, qua những cái lượt xe của em thì nếu quý anh chị nào mà đang tìm những cái dòng xe khác thì xin các anh chị đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nha. Rồi cái khi mà xe em về em sẽ đăng lên báo qua máy quý anh chị. Thì nếu mà đúng chủng loại quý anh chị gọi cho em ha. Gọi quý anh chị gọi cho em theo số hotline này nha, 0977 317 268, thì em sẽ để giá mềm cho quý anh chị. Rồi quý hôm nay là ngày chủ nhật, buổi chiều ngày chủ nhật này, em kính chúc quý anh chị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình. Xin chào quý anh chị.